đấy chuyển đi thì bác đấy sẽ mang hết toàn bộ đồ đi, mà chỉ có chỉ bác ấy mang hết đồ đi, chỉ còn nhà thôi. Mình sẽ mua đồ đạc, nhưng mà đồ đạc thì không đáng bao nhiêu hết đâu. Nhưng mà nhà này thì bác này cũng có điều kiện, con bác ấy ở chỗ khác có cái nhà to lắm, thế nên là bác ấy chuyển đi là mình sẽ vào được luôn, không mất thời gian đợi chờ. Đeo dép à? Bỏ hay đeo, đeo hay bỏ, bỏ hay đeo hay bỏ thôi. Vâng, rồi vào. Hạnh ơi, con đưa chứng minh thư ra, bác đưa chứng minh thư về giấy tờ đất ra để hai bác cháu viết giấy tờ. Dạ, em hỗ trợ viết giấy tờ đi. Cho thêm tên của bác, viết mẫu sắt sẵn rồi, thêm của bác, thêm tên Hành vào. Đấy. Cả nhà ơi, bấm cho xin nút chia sẻ đi nào. Chủ nhà Nguyễn Văn Hành. Con bỏ cái lon ra. Đấy. Đẹp không mọi người? 10 điểm chất lượng chưa? Rồi. Chị đứng ra cho em ngồi. Mọi người ơi, 10 điểm chất lượng chưa ạ? Cô Hành mất cả bố lẫn mẹ. Đúng rồi ạ. Mất hết không còn cái gì luôn. Hợp lý không cả nhà? Mừng cho cháu quá. Vâng ạ, cả nhà ơi bấm cho em xin nút chia sẻ đấy nhá. Tuyệt vời quá em ơi. Vâng, cả nhà ơi bấm cho em xin nút chia sẻ, em vào hỗ trợ viết giấy đi, không nó không biết đường nào nó viết đi. Quá được, đẹp lắm Hường ơi. Vâng, nhà này hiện tại ở ngoài cổng là đang cho thuê bán thịt lợn là được 1 triệu một tháng, là thuê 7-8 năm rồi. 7-8 năm rồi. Và bây giờ là cho vẫn cho người đó thuê. Còn cái tầng 1 này ngày xưa cách đây hơn chục năm là cô chú cho thuê là được 5 triệu. Còn bây giờ là cho thuê thấy hàng... Hạ loa cho em chị. Bây giờ thấy hàng xóm bảo là có cho thuê thì nhà này cũng phải được 7 triệu. 7 triệu là nguyên tầng 1. Còn ở bên trên là cô Hành sẽ ở phòng đẹp nhất. Còn lại thì nếu mà không thích thì Hành cho thuê lấy độ tầm 1 triệu một phòng hoặc là 800 một phòng nữa. Thì nhà này cho thuê bèo giạt mây trôi ít nhất thì được gần chục triệu. Lấy tiền đấy mà ăn học. Thôi cái kể cả tính là ít nhất được 7-8 triệu đi. 7-8 triệu thì lấy tiền đó để ăn học là thoải mái luôn. Nhưng mà mỗi tội đang thiếu tiền. Cả nhà ơi, nhà này mua là bây giờ đang bị thiếu tiền. Xin được ở mọi người là có 2 tỷ mấy thôi. 2 tỷ bao nhiêu rồi Hành? 2 tỷ 9 ạ. 9 tròn rồi à? Vâng. Sáng giờ lên được đồng nào không? Dạ có. Được bao nhiêu rồi con? Con không nhỉ. Mở ra xem nào. Được 2 tỷ 9 mọi người ạ. Đang còn thiếu 100. Đang còn thiếu 100 với lại tiền mua giường tủ, bàn ghế, chăn ga, gối đệm, rồi đồ đạc, bát đĩa, ấm chén là chưa có tiền luôn. Chưa có cái tiền để mua cái đồ đấy, đang còn thiếu. Hôm qua là cô bổ trợ cho là được gần 100. Đây xem tiền nào. Tiền là nó vào tài khoản là thấy luôn ở đây luôn. Cả nhà bấm chia sẻ cho em nhá, thả like, thả tim, bấm chia sẻ cho em đi. Đến thời điểm hiện tại thì đang còn thiếu là 100 triệu nữa. Đấy, các cô, các bác mà khoảng 100 mua đồ mua đạc nữa. Cả nhà bấm cho em nút chia sẻ đi. Hoàng Hường quá đỉnh à? Vâng ạ, em phải có deadline cơ chị ạ. Mua nhà là phải có deadline, đến ngày đến giờ này là phải mua xong để em còn đi về. Nhưng mà nhà này mua thì thích được cái là hai bác về hưu ấy. Thế nên là nhà cửa các thứ là sạch sẽ lắm. Bước vào nhà đã thấy mát rồi. Bước vào nhà đã thấy là vượng khí rồi. Bước vào nhà đã thấy gọi là yên tâm rồi. Người mua là cũng thấy kiểu có lộc mọi người ạ. Sạch sẽ, đi từ dưới lên trên mọi người nhìn đi đến đâu là đi chân đất luôn ấy. Sạch lắm, từ đến ban công là lau sạch ly sạch lau luôn. Rồi, lại xin tiếp em à. Xin không biết bây giờ xin nổi được không cơ. Mọi người bấm chia sẻ cho em nhá. Nhà này đẹp quá. Ôi giời ơi, em đi em tìm gọi là khắp các khu này em sắp thành cò đất rồi. Bác đang đứng cười. Bảo là Hường sắp thành cò đất cái khu này rồi. Không còn một nhà ai là cái nhà không đi nữa cơ mọi người ạ. Đấy. Thế nhưng mà được cái nhà này thì bước vào thấy vượng khí rồi, thấy mọi thứ nó cũng thích ấy. Nhà đẹp mới sạch sẽ lắm. Vâng, nhà này sạch lắm các chị ạ. Từ tường tiếc trần nền, nói chung là hai bác về hưu rồi xong là ở, nhưng mà nhà bác con cái có điều kiện. Còn bảo con cái có nhà to lắm trong kia kìa. Bây giờ bác bảo bác lớn tuổi rồi, ở đây chỉ hít khí bụi chứ làm gì bác đi về kia bác ở với con. Bởi vì ở đây là nhà ở trung tâm ở phố, nhưng mà lại với người già thì người ta phải cần nghỉ ngơi chứ leo cầu thang ở 4 tầng thì mệt trãi chân mọi người ạ. Thế nên là con cái là có điều kiện nên các bác về với con. Với lại là nhà nhiều nhà lắm, em biết nhà này nhiều nhà lắm mọi người. Dạ. Vâng ạ, nhà này 3 tỷ tròn mọi người ạ. 3 tỷ tròn, nói thật là em phải năn nỉ đấy. Em phải mỹ nhân kế, khổ nhục kế đấy. Bác bảo là từ năm ngoái là người ta đã trả 3 tỷ rồi. Nhưng mà bây giờ vàng nó trượt giá lên đấy rồi thì phải tăng thì lên 3 tỷ mấy ấy. Xong em bảo thôi bác ơi, bây giờ con xin được có 2 tỷ mấy thôi. Bây giờ bác mà giúp nó thì con còn phải lo thêm tiền cho nó. Thế bác bảo là ở thế thì thôi, thì tao đi về tao ở với con thì tạo điều kiện cho cháu nó. Thế là em ưng cái nhà này quá.
Em ưng cái nhà này quá các chị ơi, một phát là về luôn, không phải cần sửa sang, không cần phải sửa sang nọ kia gì, là cứ thế là ôm quần áo là vào là ở luôn đây này. Chỉ còn mua ít giường tủ bàn ghế các thứ các kiểu thôi. Dạ. Công lao của Hường to đùng ha, không, cái này là của fan em. Fan em to đùng luôn. Fan em 10 điểm chất lượng luôn. Trời ơi mừng quá. Xong chưa? Check lại hết thông tin chuẩn. Thằng cháu về sảng luôn chưa kịp hiểu cái gì. Vừa xách ba lô đi học về cô dí luôn vào làm chủ nhà. Chưa kịp hiểu cái gì. Thích không? Là có. Có nghĩ được rằng là tìm được nhà trung tâm chỗ này không? Cô nghĩ là cô không đấy. Cô không nghĩ là có nhà ở trung tâm này đúng không? Mọi người ơi, bản thân em ấy là nói thật mọi người là em cũng không nghĩ là em tìm được cái nhà khu trung tâm này đâu. Tại vì là đắt lắm mọi người ạ, khu này đắt lắm. Và thằng Phúc là hôm nọ là mua được cái dưới kia là ăn may, thì là hơi cuối cuối. Thằng này là còn trung tâm hơn thằng Phúc. Đối diện cổng chợ, đối diện trung tâm, đối diện Vinmart và đúng ngã tư luôn. Là điểm ngon hơn Phúc, nhưng mỗi tội là cái nhà này thì lại nhỏ hơn nhà Phúc. Nhưng mà sẵn nhà sẵn cửa là ở luôn. Còn nhà Phúc ấy thì mang tiếng là to hơn, nhưng mà bây giờ để vào ở được thì nhà Phúc phải sửa mất cả tỷ nữa. Sửa mất là gần tỷ nữa thì mới đẹp, mới trang hoàng lên được. Thế nên là bù đi tính lại thì mặc dù bây giờ vẫn đang thiếu tiền xin là vẫn chưa đủ, nhưng mà thế là rất là tuyệt vời rồi. Fan em là gọi là đỉnh rồi. Đấy, thằng cháu đi học về nơi là cô dí vào cho làm ông chủ luôn. Nhưng mà em phải hoàn thành xong để em còn những nhiệm vụ khác, nên là em sẽ không có nhiều thời gian được, và còn đi giúp những trường hợp khác, nên là vừa chọn được nhà, vừa năn nỉ được bác chủ nhà cũng bớt cho, xong rồi lại vị trí cũng đẹp, vừa gần trường nó nữa. Trường nó định từ ngày mai là nó về đây nó ở luôn ở đây được rồi. Cả nhà bấm thả tim cho chủ nhà Hành nhá. Cảm xúc thế nào Hành? Vui không? Có nhìn thấy Hành không? Em để cho Chi ngồi sang bên này. Chi sang bên này ngồi. Đấy. Rồi. Không ạ, Phúc mua nhà từ kia rồi. Mà, bọn nó là anh em với nhau, anh em họ với nhau. Vâng. Hành, con có phát biểu cảm nghĩ như thế nào, rồi là cảm xúc mình như thế nào? Dạ, thưa cô chú, với cô là con bây giờ đến ngày hôm nay thì con cũng đã các cô chú các bác giúp đã giúp đỡ cho con rất nhiều để được ngày hôm nay con đã được cô Hường tìm và mua nhà cho con để cho con có chỗ để ở cùng với cha mẹ. Con cảm ơn cô chú rất chi là nhiều. Em hôm nay là có chỗ thờ rồi, yên tâm rồi đúng không? Vâng. Nãy em lên bên trên là em thấy cái phòng thờ rất là đẹp luôn, không cần sửa gì mọi người ạ. Nguyên cái chỗ phòng thờ đấy là sau này cô chiều ngày hôm nay cô sẽ dọn hết đi. Thì bắt đầu là nó sẽ đưa ảnh ba mẹ nó lên. Thì em tính là bây giờ đến bây giờ mọi người nhá, thời điểm hiện tại nhá, ba mẹ nó chưa có một nén nhang nào luôn, chưa có một cái bát hương luôn, chưa có cái ảnh thờ luôn. Mà sau bây giờ là gần 2 tháng luôn là chưa có một thứ gì luôn. Đưa tiền vào đây cho cọc luôn. Chưa có một cái thứ gì luôn. Thì ngày hôm nay đi thì là xong là em sẽ bảo với nó là dọn nhà các thứ vào. Sau đó là sẽ đi về dưới chỗ nhà cũ của nó thắp hương và ôm một cái bát nhang mời mẹ 13 đi về nhà mới đấy. Và đây là hôm nay là em sẽ cọc trước là 50 triệu, 1, 2, 3, 4, 5 cọc 50 triệu. Và tối hôm nay là em đã mời văn phòng công chứng lên, sẽ công chứng giống như thằng Phúc, là tối nay là sẽ công chứng tại chỗ và thanh toán đủ hết tiền 100% là tại ngày hôm nay đây. Con chào chú, thì hôm nay con gửi là 50 triệu cô. Con gửi, mày tự làm đi, con người lớn rồi. Và con cọc 50 triệu, tối nay con thanh toán hết 2 tỷ 950 triệu còn lại. Con chào các bác, thì hôm nay thì chưa, thì bây giờ con xin cọc ở đây chưa là 50 triệu. Tối nay thì con sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại là 2 tỷ 950 triệu ạ. Đấy thì, đấy các bác thì các bác là mọi người đang đứng ngoài cửa kia, trang trang quay kìa mọi người kìa. Giơ tay chào. Đấy. Mọi người ơi, thì cũng vui lắm, bây giờ mua được nhà cho cụ Phúc thì cũng rất là vui, nhưng mà vui hơn tất cả là đến đây là hai bác là tuyệt vời lắm. Hai bác lại là fan của Hường, hai bác cũng biết em Hường rồi. Xong là đến đây là nói thật là bác không đồng ý là cái giá là 3 tỷ đâu. Nhưng mà em cũng nói thật là em mới xin được có 2 tỷ. Đấy, nãy đây mọi người, đấy là 2 tỷ 9. Là đang còn thiếu 100.
Thế nên là hai bác bảo là ờ thế thôi thì bây giờ bác cũng già rồi, bác ở đây chỉ hít bụi chứ làm gì. Thì bác đi về trong kia, bác ở với con, nhà cửa rộng lắm, xây đẹp to đùng. Thì con cái có điều kiện bác đi về thì bảo thế thì bác tạo điều kiện cho cháu nó. Thế bác bảo là ờ thế về đây thì bảo nó là ở đây thì dưới này cho thuê, trong trên đấy mà ở thì cũng có tiền. Đấy, chỗ này mà cho thuê được nhiều tiền bác nhờ? Thoải mái, cho thuê cách đây là 10 năm nay là 5 triệu một tháng rồi. À, 10 năm trước là 5 triệu nguyên cái chỗ này, chưa tính vỉa hè. Chưa tính vỉa hè ngoài sân. Mọi người hàng xóm bảo bây giờ cho thấy ít nhất được 7 triệu là nguyên cái tầng 1 này. Cộng mấy cái vỉa hè cứ cho là được 1, 2 triệu nó là tầm 7, 8 triệu rồi. 8 triệu rồi. Ở trên là mấy cái phòng cho thuê, mỗi cái phòng lấy phòng phòng ở, cháu ở phòng thôi, 2 phòng cho thuê sinh viên. Đúng rồi. Hiện tại là nó đang là phòng cái trọ, phòng lập tôn của nó đang thuê 600. Thì không lẽ ở trên cái phòng đẹp này không được 600 à? Nhà này phải 800 à, đấy. Đấy là cho thuê, thế là lấy tiền ăn học. Nhiều người cứ hỏi Hường là tại sao không để lại một ít tiền cho nó ăn học. Đấy, phải tính ở chỗ đấy. Và em đảm bảo luôn, thằng Hành bây giờ nó mới học lớp 12. Đến khi nào thằng Hành nó lấy vợ hoặc là 5 năm, 10 năm nữa, cái nhà này chắc chắn đấy mọi người phải lên trên nữa. Phải tiền còn lên nữa, Đấy, thì lúc đấy là cái giá trị cái nhà còn. Còn nếu mà để tiền ấy là tiêu mất, là hết. 5 năm nữa phải tầm gần chục tỷ. Vâng, 10 năm nữa là cái nhà này sẽ có tiền chục tỷ. Nhưng nếu để ngân hàng 10 năm nữa thì tiêu hết. Đúng không bác? Đấy, thế đó là lý do em tính toán như vậy, là cái nhà này cho thuê, lấy tiền tự cái tiền thuê nhà này nuôi Hành ăn học và tự Hành sẽ ở luôn ở trong cái ngôi nhà của chính mình. Là cái ngôi nhà này là ngôi nhà đầy tình yêu thương. Hôm nay em rất là biết ơn fan của em đã hoàn thành được nhiệm vụ đến đây là em vui lắm. Mặc dù giờ vẫn thiếu 100 triệu, nhưng em sẽ có cách, không có cách nào em cho. Là bây giờ nhà này là vẫn đang thiếu 100 triệu, là biết ơn fan của em rất là nhiều. Và ngôi nhà này thì em cũng chia sẻ với mọi người là fan của em là có 2 tỷ tư, tất cả fan của em là 2 tỷ tư và có 500 mọi người ạ. Cái này là rất là tuyệt vời này, là mọi người là lúc Hành nằm ở bệnh viện, các cái quỹ, các cái nhóm và các cô chú anh chị là mạnh thường quân đến cho nó thì nó tích cóp là được 500 triệu nữa, đúng không con? Được 500 triệu nữa là nó khôn lắm mọi người ơi, nó mang nó đi gửi tiết kiệm luôn, làm nó rút luôn cả cái sổ đấy là 500 triệu nữa, nghĩa là của fan em là có 2 tỷ tư thôi. Và 500 triệu là các cô bác anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước. Đấy, rất là biết ơn các cô, các bác, các anh chị rất là nhiều. Bởi vì là fan của em thì có 2 tỷ tư, nhưng mà các bác là có 500. Nhưng nếu không có 500 của các bác thì là thật sự luôn là ông nọ là cô Hường dối đầu luôn. Bây giờ bà đi xin nữa thì cô ngại, không biết phải xin, không biết xin được không. Thế nhưng mà nhờ có các bác thì cô Hành mới có được cái nhà đẹp như thế này, có được cái vị trí tốt như thế này, rồi cho thuê, rồi lấy tiền để ăn, để sống, để sinh hoạt và để cho con được thực hiện nốt ước mơ của mình, được học hành xong hết lớp 12. Là biết ơn các bác rất là nhiều. Thì khi bố mẹ con mất đột ngột như vậy thì con không có tiền, con cũng không có tài sản, không có cái gì, thậm chí tiền học, tiền nhà trọ cũng không có, và hiện tại là đang sống bằng tất cả tình yêu thương của các bác. Thì thay mặt Hành, thay mặt cha mẹ đã khuất ở dưới suối vàng, là xin cảm ơn và cầu chúc cho tất cả các ân nhân, các quý ân nhân Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước và fan của em đã tạo cho con một cơ hội có một ngôi nhà đẹp, có một chỗ trú mưa trú nắng, đặc biệt là có một chỗ để thờ cúng cha mẹ. Chắc là cảm xúc của Hành thì sẽ rất là vui, bởi vì mẹ mất 60 ngày rồi, chưa có một nén nhang, chưa có một bát hương, chưa có một quả trứng, chưa có nổi một bát cháo để thờ mẹ. Thì sau ngày hôm nay thì con sẽ thực hiện được tất cả những điều đó. Thì đây là một cái điều mà rất là tuyệt vời và rất là biết ơn tất cả các cô bác anh chị trong và ngoài nước. Em xin gửi lời cầu chúc thật nhiều may mắn, thật nhiều bình an, thật nhiều thịnh vượng, thật nhiều thành công đến tất cả mọi người mà đã đồng hành giúp đỡ cho Hành trong hành trình này. Chúc cho mọi người luôn gặp thuận lợi trên mọi con đường của mọi người đi. Đấy, và con có lời nào cảm ơn các bác, con cảm ơn đi. Dạ, bây giờ cảm xúc của con bây giờ là rất là vui. Thì bây giờ con cũng nhờ các cô chú các bác đã đồng hành con suốt thời gian vừa qua để đến ngày hôm nay thì con cũng đã sắp được đưa bố mẹ con lên đây rồi, thì con không biết nói gì hơn nữa ngoài lời cảm ơn. Con cảm ơn cô chú các bác rất nhiều. Đấy, tuyệt vời lắm mọi người ơi. Đấy, đây là cái điều rất rất là tuyệt vời luôn. Đấy, thì là mọi người ơi, bây giờ nghe Hường nói mà chị khóc luôn à? Không, đây là sự thật đấy mọi người ạ. Em sẽ cho mọi người tham quan lại một vòng. Đây, cụ chị cầm cho. Em cho mọi người tham quan lại một vòng để mọi người nhìn thấy được rằng là những cái điều tuyệt vời lớn lao. Đây, đây cũng phải cảm ơn chứ. Cảm ơn bác chủ nhà, cảm ơn hai bác đã dành lại ngôi nhà. Thật sự là cháu rất là thích, cảm thấy rằng là hy vọng rằng là những điều tốt đẹp các bác ngày xưa đã ở đây, tất cả những may mắn, những bình an, thì chúc cho các bác đến ngôi nhà mới là các bác cũng có nhiều may mắn, nhiều điều tuyệt vời, và để lại những cái phước cho cái điều tuyệt vời cho Hành đấy. Hành lại cảm ơn bác chủ nhà. Con cũng cảm ơn hai bác thì đã để lại
cái ngôi nhà này cho con thì con không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Con cảm ơn hai bác. Con đúng là thật là may mắn. Trước bố mẹ con là tu tập và 10 đời mới gặp được cô Hưởng. Và các mạnh thường quân đã giúp đỡ con có nhà. Bác chủ nhà đã khóc rồi. Nhà của cô ra là chủ nhà khóc. Là phải là hơn 3 tỷ nhưng mà do cô Hưởng nói như thế. Cho nên là cô là cũng chỉ lấy có 3 tỷ thôi. Thế là vừa cái thứ nhất là giúp đỡ con. Để cho con có nhà ở chú mưa chú nắng thờ của mẹ con. Cũng không ai muốn cái cuộc đời nó lại bị như thế này. Dạ vâng. Con đã gặp được các cô các chú như thế này, cô rất cảm động. Dạ. Cô chúc con là vào nhà là ở là may mắn, để hạnh phúc, để học hành tiến bộ để trở thành người tốt, không phụ lòng của fan của cô Hưởng và các mạnh thường quân. Dạ vâng. Tự nhiên cảm ơn nhé. Vâng. Hành ôm bác cái nào, cảm ơn bác coi. Cảm ơn cô nhá. Thương được quá à. Khổ thân. Đây, đây dẫn mọi người đi tham quan mặc dù vẫn đang còn thiếu tiền. Bác chủ nhà có tâm. Vâng ạ, bác chủ nhà là về hưu mọi người ơi.